Các cái bước chính các bạn ơi, chúng ta tháo pin ra này, chúng ta cạy các cái lẫy của bàn phím này, chúng ta tháo cáp và lắp cáp vào, sau đó chúng ta ấn phím khớp vào các bạn nhé. Shop linh kiện laptop tin cậy 100 xin chào các bạn nhé. Thì với video lần này, shop sẽ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta tháo lắp và thay cái bàn phím cho con laptop Asus K43 series nói chung. Thì chúng ta ứng dụng cho những cái dòng máy như K43E các bạn ơi, K43S, K43V. Rồi chúng ta ứng dụng cho những dòng máy như X45C, X44H, K42, A42 và một số các cái mã máy khác nữa các bạn nhé. Thì hình ảnh trên video hiện tại thì shop đang thực hiện với con laptop Asus K43SC, K43E cũng như vậy các bạn ạ. Đầu tiên các bạn tháo cho mình quả pin ra để cho trong quá trình chúng ta thay bàn phím cho nó an toàn các bạn nhé. Thì có rất nhiều bạn vẫn biết là thay bàn phím thì sống cũng được, tức là chúng ta có điện, chúng ta có pin thì chúng ta vẫn thay được. Nhưng mà thôi, chúng ta làm cẩn thận cho mình nhé. Chúng ta tháo pin ra. Còn bây giờ thì trên bàn phím nó có mấy cái vị trí rất là rõ ràng, các bạn cạy cho mình. Chúng ta đẩy lẫy và cạy bàn phím lên, đẩy lẫy vào và cạy bàn phím lên. Đây, rất là dễ các bạn nhá. Còn cái phần cáp của bàn phím, một lát nữa mình sẽ quay cận lại cho các bạn để các bạn nhìn cho rõ. Đầu tiên là chúng ta tháo cáp thì chúng ta cứ kéo cáp xuống, kéo cái phần lẫy đen xuống này. Đấy, kéo cái phần lẫy đen xuống và kéo cái cáp bàn phím ra. Các bạn chuẩn bị cái bàn phím mới và mình sẽ nói để các bạn lắp cho nó chuẩn luôn nhá. Đầu tiên là cái cáp bàn phím ấy, thì cái phần tiếp xúc chính là cái phần bột than chì, còn cái phần ni lông ở gờ trên là phần ở phía trên. Như vậy thì khi mà chúng ta lắp cáp thì chúng ta đưa đúng vào các bạn nhá. Đây, cái bột than chì chúng ta ở phía dưới, cái cáp ni lông thì ở phía trên các bạn nhé. Chúng ta đẩy kịch vào các bạn nhé. Các bạn nhớ là đưa khớp vào nhưng mà đẩy kịch vào bên trong, chứ đừng đưa vào mim mỉm đấy các bạn ạ. Phải đưa kịch vào, xong sau đó là đẩy phần cáp màu đen để cho nó giữ bàn phím cho chắc vào. Cách lắp bàn phím như sau các bạn ơi. Chúng ta có hai cái phần cạnh bên trái bên phải chúng ta vào trước nhé. Hai cạnh bên trái và bên phải chúng ta vào trước cho khít, rồi chúng ta phải ấn các lẫy xuống này. Đấy, đấy, đấy. Như vậy nó mới chuẩn kỹ thuật các bạn nhé. Các bạn đừng ấn xuống để cho hai cái phần bên trái bên phải nó chưa vào được thì nó không tốt đâu. Chúng ta phải ấn hai cái phần bên trái bên phải của bàn phím trước, rồi chúng ta ấn bốn cái vị trí lẫy xuống các bạn nhé. Thì như thế nó mới chuẩn kỹ thuật. Bây giờ thì chúng ta tiến hành là kiểm tra bàn phím. Thì kiểm tra bàn phím thì mình sẽ kiểm tra nhanh trên Lotte Pad nhé. Thì mình ấn các bàn phím, ấn các nút nó chạy tốt là được các bạn ạ. Đấy, bạn nào cẩn thận hơn thì chúng ta sử dụng phần mềm test, rồi là có rất là nhiều cách để test phím. Đấy, như vậy là phím chạy ngon rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn nhớ đăng ký kênh cho shop linh kiện laptop tin cậy 100 nhé. Các bạn nhớ chúng ta nhớ ấn like để là video được phân phối rộng hơn. Còn cái sản phẩm bàn phím này thì shop bảo hành 1 năm và có sẵn hàng. Các bạn cần thì shop có thể ship code hoặc là các bạn đến tận nơi shop thay cho các bạn nhé. Các bạn có thể qua cửa hàng. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.